thắc mắc kiểu gì. Chào hết bài hát luôn rồi. Mấy quỷ này lầy thiệt chứ. Hôn cái hả? Ê, cho mở ra cổng chợ gành nha. Nghe chưa? Không được chậu tôi như bữa nghe chưa? Đó. Đúng như lời của ớ luôn rồi đó. Bắt tay đồ. Mọi người lên tên bài hát cho em hát đi. Chào hết bài hát luôn rồi. Cái này lầy. Dễ thương, ok. Mất tay ông. Thì đừng qua mặt em. Anh nói gì em không hiểu gì. Cục cưng của anh hả? Hết bài này nha. Tình cờ làm cho em thức dậy. Ô mình đã qua đôi mười rồi. Tóc non xoăn đổ bù rồi nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn. Cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng. Có người mang cho em một bao to những món quà. Tuổi duyên em chẳng vội gọn gàng đâu. Vài đứa bạn thân gió miên man chợt đùa làm cho em tung tóc mây giữa trời khiến em ôi ngại ngùng ngồi ôm lặn tóc rối khẽ nhanh nhanh đưa dài em vội chạy đi đến nơi đã hẹn chính cơn mưa lao sao muôn đổ ngoài kia. Cảm ơn Hiếu nha. Kiếm cái ghế đồ bữa giờ ông lót ghế không? Nó dép ngồi từ cái show nào tới giờ không có chịu lên ghế đó. Chào mấy bạn mới vô đâu nha. Ai mới vô đâu. Học tết chát lên chào nắm họ. Chào nắm đi. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng dịu dàng. Có người mang cho em một bao to những món quà. Và trong ấy bước ra là chàng hoàn tử. Đứng bên cạnh và nhẹ nhàng hôn vào tay. Có khi em giận mình nhận ra em lại ước mơ quá nhiều. Ước mơ chỉ một người yêu vô cùng hoàn mỹ. Em chỉ cần một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Ủa sai cái gì? Cun nào vô? Chào NBLMMM nha. Sao bài này bài gì ta? Cái nữa nha nóng. Dạ em nghe anh ơi. Bài gì ta hồi nãy anh nói bài gì em quên mất tiêu rồi. Thôi bỏ đi ông ơi. Rồi tôi biết ông nói sai cái gì rồi. Bỏ đi.
em biết em lép rồi, anh không cần phải à cục cưng của anh. Anh không cần phải dìm hạn em vậy đâu nha. Chào tập Sida nha. Hô hô nữa chứ. Cười cái gì lạ vậy? Người ta cười hi hi, he he. Ý là hôm nay có độ. Ông bỏ đi nha. Yêu không có độ nha. Bên anh mỗi khi mà giờ đây nước mắt anh đã
tức hả? Tất nhiên rồi, hôn phải tin tức chứ giờ sao? Cái gì? Không có nói là hôn cái rồi trời lạnh nữa nha. Không thiệt nghe chưa? Không thiệt nha. Không có vụ nha. Chào mấy bạn ở trong nha. Ai mới vô đâu rồi? Hôn rồi cho anh. Cái tao quỷ. Tao thề, tao thề, tao không hôn mày lần nữa. Ta nói thấy cái mặt hiền quá rồi, nghe rõ không? Chào Huỳnh Minh Trung nha. Đúng không? Cái thằng Quỷ Hoàng á, mọi người có thấy điểm cống hiến của nó không? Đó. Gạch không á. Gạch không mới không có cái nào mà đàng hoàng hết á. Trai đẹp chắc đẹp, chắc công tứ. Đúng rồi, anh bảo đền cho em đi. Đền cái gì vậy? Cái này nó không có anh phải đỡ đi chứ. Đường vào tim em ôi bâng ra, trời mùa đông may mắn ai đi về, vẫn mưa mưa rơi trên đường thầm thì vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em mây dần kín, bàn chân anh che lối đi không thành, những đêm quê em mưa buồn một mình, có khi cho ta quên vô tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhắm mắt ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn nắng thắm đời chờ, nhớ đôi vai ngoan em giữa trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng hồn xưa. Ôi bàn tay ai để bóp theo chiều này, đường vào tim hiu bao cơn sóng, trời mùa đông chỉ vẫn cho tay nào bóp bóp trái tim anh muốn đời lạnh lùng, vì đâu mưa anh không đến. Điểm vào tim ở không có áo, trời mùa đông chỉ vẫn cho tay nào ra ra trái tim anh muốn đời lạnh lùng, hãy ơi trái tim mùa đông có gì. Bác sống thằng họ, bác sống nó không có 241 mà. Giả mang là sao? À bấm số 36 thằng là có hả? Em chưa thấy lần nào á. Tại mấy bạn mới vô nha. Đừng vào tim em ôi bắt ra. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa, mưa rơi trên đường tầm đi, vì đâu mưa anh không đến. Đừng vào tim trên anh che lối đi không thành, những đêm quê em mưa buồn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Từng cơn mưa hắt hiu bên ngoài sông thưa lắm, khi mưa làm hồn ta nhớ mấy ngày qua, nhớ con phố xưa vẫn nắng thắm đợi chờ, nhớ đôi vai ngoan em sợ trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lũ vẫn tiếng buồn xưa. Thằng Quỷ Hoàng nó quay lại nữa rồi đó. Hello anh Bữa nha. Anh chào vừa non là chào ai vậy hả? Tôi đẹp quá mũ mà. Đẹp bằng tôi không? Đẹp bằng tôi không? Mày đặt đẹp đồ, giữa tay đồ. Thất tình là nãy nắm hát rồi nha. À đập mũi đó hả? À vậy luôn đó hả? À vậy luôn đó hả? Đập mũi luôn đó hả? Em không phải vừa non nha. Chào dứt ngố nha. Ký ức kia đi về đâu đây hỡi anh, tìm trong giấc mơ em nào hay em lạc lối, xua tan đi bóng đêm mong tìm anh không quá xa, để em sẽ thôi đừng một mình nơi vực sâu. Là do em hay là do anh mà tình đôi ta sẽ đổi, là vì em hay là vì anh mau đổi thay. Ngày ơi bên nhau nào có đủ cho ta để nói hết những điều muốn nói, vì anh là gió, gió cứ mãi đi tìm mây trên trời, còn em chỉ là cơn gió.
trái tim tan vỡ vậy? Em chào anh Vô nha. Chào mấy bạn mới vô trong nha. Bài này là bài Vì Anh Là Gió nha. Yêu đồ, chảy nước miếng đồ. Ai đi cô gái vậy? Ai đi tôi cô gái vậy hả? Yêu là phải thương hả? Xong rồi này nha. Ủa người yêu của nắm sao lại đi ngủ? Nắm ngồi đây mà bỏ đi ngủ thiệt đó hả? Sao mà kỳ dữ vậy? Không có bỏ bê đâu. Nắm đâu có bỏ bê đâu. Từ nãy giờ không tách giá nói chuyện với nắm nè. Ông Lê Bảo nữa kìa. Ông em ru à. Núp lùm. Đang bị bóp bên nha. Đôi khi đến với nhau quay tay chẳng được lâu, nhưng khi đã mất nhau ai không mang đơn đau. Hai ta cũng thế thôi, nụ hôn đã nhạt rồi, còn trang chút bồi hồi trong giây phút quay tay. Có những tin không giữa bóng đêm cho không gian không còn em đêm. Ngày mai ta quay tay đến hôm nay, xin anh hãy lắng nghe vài lời. Chưa rơi nhưng anh yêu ơi đừng nghỉ ngơi, rồi một ngày quên em thôi, vì thời gian sẽ vẫn cứ thế xóa hết tình yêu đam mê. Khi yêu chợt về chỉ để rồi quay tay lặng lẽ, làm sao tôi nhớ những bơ ngơ với những hận ghen vu vơ. Yêu thương ngày đầu nhiều ngọt ngào mà giờ không biết quay tay, thì em đã hiểu sau bao nhiêu những tháng ngày hai ta yêu. Và dù có nhiều nhưng em nên để anh được quay tay rất nhiều. Bà hiện già làng chưa kịp chào bỏ đi rồi, chào Z nha. Một chữ Z. Trời ơi, cái cam ta bựa chứ. Mắc cười. Nam khạc đồ, đào khạc đồ. Bớt đẹp trai làm đẹp quá. Là sao? Chế thích cưng rồi đó nha. Cưng cũng thích chế rồi đó nha. Cưng vé về Hải Phòng làm gì? Đôi khi đến với nhau quay tay chẳng được lâu, nhưng khi đã mất nhau ai không mang đơn đau. Hai ta cũng thế thôi, nụ hôn đã nhạt rồi, còn trăng chút bồi hồi trong giây phút quay tay. Có những tình khóc xưa bóng đêm cho không gian không còn em đêm. Ngày mai ta quay tay đến hôm nay, xin anh hãy lắng nghe vài lời. Rồi một ngày quên em thôi, vì thời gian sẽ vẫn cứ thế xóa hết tình yêu đam mê. Khi yêu chợt về chỉ để rồi quay tay lặng lẽ. Làm sao tôi nhớ những vang vơ với những thật ghen vu vơ. Yêu thương ngày đầu nhiều ngọt ngào mà giờ không biết quay tay, thì em đã hiểu sau bao nhiêu những tháng ngày hai ta yêu. Và dù có yêu nhưng em nên để anh được quay tay thật nhiều. Quay tay hả? Hỏi anh Phong kìa, anh Phong rành lắm. Chào anh Vô Danh nha, chào Able chồng Thu là Dư đúng không em? Làm sao tôi nhớ những bơ ngơ với những ngợt nghẹn vu vơ. Yêu thương ngày đầu nhiều ngọt ngào mà giờ không biết quay tay, thì em đã hiểu sau bao nhiêu những tháng ngày hai ta yêu. Và dù có yêu nhưng em nên để anh được quay tay thật nhiều. Quay tay hỏi thằng Hoàng kìa, thằng Hoàng nó hay núp lùm quay tay lắm á. Nắm đâu có quên đâu. Nãy giờ không tính giá nói chuyện với Nắm mà. À nãy có nhớ. Yêu là phải thương mà. Anh em quay tay đi. Đó, anh Phong đang quay tay đó. Đang núp lùm quay tay đó. Giá bộ quay mặt ra ngồi quay tay đó. Giao Thành Đạt NPV nha. Nhớ em không hả? Ai ta? Dù em đau nhưng em vẫn nhớ đôi bàn tay em yêu thương nhất. Vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh.
hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm, vì thời gian qua anh ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Hello nghe nha. Dù cho người ta yêu anh bao nhiêu cũng không nhiều hơn em, là vì niềm tin em trao cho anh nên ngày hôm nay vẫn còn. Buông tay khi còn yêu là điều em sợ nhận, vì em vẫn còn yêu anh. Em chào MC nha, chào mấy bạn mới vô đông nha. Chào đồng đen. Người yêu tôi xong cái tôi quên tên nó. Bé Kha, bé Trân đúng không em? Bé Trân đúng không? Chào rồi má ơi. Dù em đau nhưng em vẫn nắm đôi bàn tay em yêu thương nhất, vì em cố chấp không muốn quên hay không thể quên. Người ta yêu thương nhau lâu lắm, em và anh chỉ thời gian ngắn. Em buông tay rồi đó, anh đi đi em ở lại đây. Phải làm sao anh mới nhận ra em yêu anh hơn tất cả. Dù là em chưa từng nói ra, một thời gian khi không gặp nhau sẽ trở nên xa lạ. Dù hai chúng ta đã từng yêu, mặc cho là anh đang yêu thương ai em không cần quan tâm, vì thời gian qua hai ta xa nhau mà em đã đau âm thầm. Và nếu em là người đẹp nhất trên đời, chắc bây giờ em đã không mất anh. Dù cho người ta bởi vì đang đi nó không biết hát nha. Vợ người ta remix nè, nãy có ai yêu cầu mà quên mất, bây giờ mới nhớ. Không biết còn đó không ta? Hay là giận tôi đi rồi? Có áo mặc rồi, hết lạnh rồi hả? Nhưng mà bây giờ nắm lạnh nè. Nắm lạnh nè, bây giờ làm sao? Thằng Quỷ Hoàng nha, nhớ anh Bảo nha, nhớ kệ nắm nha. Nhớ nha, nhớ mấy người nha, nhớ mấy người đó. Ok, kế sẽ ghi nhận. Ớ nè, Hoàng nè, anh Bảo nha. Chào lùng lo 147 nha. Tâm thiệp mở trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mơ ngờ trong làng. Ngò tên mong dừng thấy hoang mang, rồi nghe cười dần dần tóc phùng. Ai thức ra tới xa trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng. Mà lòng cay cay cay, giờ anh đã là trong nhà kia. Áo trắng của dâu cầm hoa, nhắc tôn tuyết anh niên hòa ca. Vậy bé đã lên lắm mong béo, đã thành đám cưới anh với thằng kia. Em biết do anh mà ra, tình yêu anh này xa càng xa. Buồn hôn lắm. Thế gian ở tình yêu thật hả? Ok. Sao thấy mấy người không xung mấy nào vậy? Cho tôi chút không khí đi chứ. Chào em mì quảng nha. Nếu em còn tụng lại nó không khác. Chào Ngọc nha, chào mấy bạn có vô đông nha. Thấy mấy gì nữ tính làm gì? Nghe nhiều chuyện trong đời, em thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta quốc nhau chứ cả ơi. Đánh bao vô thật.
Kiếp lầu khói là mấy người nghe toàn cái nhạc gì đâu không à. Kỳ cục quá. Nó không biết hát mấy bài đó. Hát bài nào nữ tính tí hả? Chi vậy? Hát bài nào nữ tính làm gì? Nữ tính mà hôn thì hát, chứ nữ tính hát bài nữ tính mà chọi gạch thì bỏ đi. Bỏ đi ha. Super quéo là ông nào vậy? Super quéo. Đừng làm em quéo. À, à tôi biết rồi, tôi biết. Tự nhiên ghét tôi bà nhỏ kia. Thục mẹ rồi còn quéo. Quỷ sứ. Hãy thêm 2 lần nữa nó không biết ha. Mọi người kiếm em vô chơi đi. Anh Thiện, em chào anh Xanh. Anh chào lại em lại. Kỳ vậy? Không có ghét nghe chưa? Yêu hết mày đặt ghét. Nay cũng trao cho em rồi, dầu biết em chưa bao giờ để ý. Cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vòng, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, đôi mắt hiền hòa, cứ mỗi khi cười là em như chết lặng. Người ở một nơi, em ở một trời. Tình yêu online nhưng em sẽ thật thà nói với anh. Em muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên cạnh. Em muốn bước đi cùng cả trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho em được yêu anh bằng tất cả những gì em đang có và sắp có và sẽ có. Chẳng cần biết anh có làm sao thì em vẫn mãi yêu anh. Bên cạnh em bao nhiêu cô nàng hơn em chẳng sợ gì đâu vì em to bằng cả thế giới này, nơi đó chỉ dành riêng cho anh. À mọi người nhớ nhấn theo dõi cho Nấm, theo dõi cho Nấm nha. Bên này là Facebook nè, ai muốn kết bạn thì inbox cho Nấm, Nấm gửi là mời kết bạn lại nha. Nhớ này là hoa miễn phí, ai còn hoa lên hoa hết cho em nha. Em nghe nè anh ơi, trả tiền đi chơi. Có bao yêu thương anh này cũng trao cho anh rồi, dẫu biết em chưa bao giờ để ý. Cứ loay hoay theo từng cảm xúc may thay vòng. Không nha, tiền vào tay quan là vũ quan nha, không có vụ người trả nha. Anh lên đầu tiên game 50% còn lại đi. Ủy xưa à, em còn chưa được nhận nữa, anh ở đó mà anh đòi hả? Người ở một nơi, em ở một trời. Tình yêu online nhưng em sẽ thật thà nói với anh. Em muốn bay xuyên thời gian, xuyên không gian để tới bên nhà. Em sẽ che anh 80, 890 ngàn đúng không? Chờ, bây giờ anh đòi Vina Game 55% còn lại đi, rồi em sẽ trả anh 45% còn lại, ok? 45% đó tới giờ nó cũng vẫn chưa vào tay em nữa. Bởi vậy tôi khổ quá mà. Trả tiền cho anh đúng không? Anh đưa em hồi nào hả? Giờ anh muốn trả tiền đúng không? Nè. Mình chia tay rồi đúng không em? Anh biết là em rất là đau lòng, nhưng mà anh phải nói một câu á, là trả tiền cho anh đi. Em nợ em chưa có trả thì em đòi chia tay anh là sao? Chưa chia tay mà sao anh đã đòi nợ hả? Trả tiền cho anh. Ok, nếu chúng mình chia tay thì em trả. Ủa? Anh tiền chưa nợ. Chưa chia tay mà sao anh đã đòi nợ rồi hả? Em còn nợ anh 50k. Biết nói sao với mẹ của anh khi mà tiền nợ em không trả, mà ra quán cà phê cũ trả hết tiền cho anh đi nha. Tại vì em đòi chia tay chứ anh cũng đâu có muốn. Nợ là nợ, của em là cái này yêu nha. Chứ đâu phải là hứa. Anh nói là mày trả tiền cho anh, không trả tiền cho em. Anh nữa còn đâu những kỷ niệm. Nghe nè em ơi, cùng cái chuồng tắm mưa. Tại vì mưa lại rơi nên anh mới nhớ tới khoản nợ. Em bỏ anh vì lý do mà anh mới ghé ở chợ đồ đàn bà xảo quyệt cái đồ phong phú. Bên này là mọi người nhớ theo dõi cho Nấm nha. Ai nhớ theo dõi thì nhớ theo dõi cho em nha. Nãy giờ không thấy theo dõi lên, mới lên được có một người à. Ôi trời ơi đau lòng, anh sẽ tìm xét em con nha. Anh sẽ qua tay suốt đêm nay để chờ đợi màn đêm trôi. Giờ anh biết phải làm sao đây khi em xù tiền em không trả. Em có biết là 50 ngàn đối với anh lắm không hả? Đỉnh cao của chia tay là nghệ thuật xù tiền. Em không trả thì anh đánh anh là anh phải vô bệnh viện. Và anh chúc em hạnh phúc với 50 ông ngàn đâu rồi. Em có vay mà không có trả anh thì anh nợ trong 50 ngàn là anh không trả hả? Nhà anh, người ba má anh
Bữa đi qua nhà tôi gọi lại cái hồn bảy màu nữa chứ. Bài đó chị không biết hát em ơi. Nắm nghe nè. Bịp. Mày lên lên bài hát cho Nắm đi. Không thôi là tôi cho nghe nhạc chế từ giờ tới hết sô luôn đó. Cũng không tin là yêu em thấy mẹ em thì mặt y như con heo, còn anh thì như một thằng xì ghê. Mình không phải cặp đôi hoàn hảo, thời gian quen cũng chưa bao lâu, nhưng mà điều làm anh hạnh phúc là trong tim mình luôn có. Alo, ai vậy? Ủa, em quên anh nhanh vậy sao? Anh là người của lòng em đây. Mà thôi, anh nói phải thẳng vấn đề chính á, là em nợ anh tiền em chưa có trả, 50k của anh em chưa có trả. Mà giờ má nói á, là anh cho gái mượn tiền mà anh không có đòi là má bà giết anh chết. Giờ nó thẳng ra á, là em trả tiền cho anh đi. Chị không biết 50k anh ơi. Không ngờ 50k mà em làm khó khăn anh vậy luôn á, cái 50k thôi mà. Cái con người như em, anh nói thiệt là... alo. Đúng rồi, cho gái không đòi được đâu. Tiền vào tay Quang là của Quang. Đúng rồi. Yêu là phải thương Nắm hát rồi nha. Ta nói nợ 50 ngàn không trả mà đi đòi tiền nữa. Thấy là không ưa rồi đó. Tiền chưa vào tay Quang nữa mà đã đòi rồi là sao? Ok, có gì anh về đây đi. Anh về đây em trả cho anh luôn 1 triệu luôn. Em trả anh luôn 1 triệu luôn ấy. Anh về đây đi. Ủa em nói anh về đây thì em trả cho anh 1 triệu mà anh còn chê gì nữa hả? Trả anh 5 luôn nha. Còn tìm người đến mấy rồi tìm người cũng xa. Còn yêu keo đến mấy chuyện tình buồn đã qua. Còn tình nhân gian kia giờ này đã đổi thay. Tìm vui ở một nơi khác. Ngày nào người đến mang bao nhiêu hẹn hò và ngàn hạnh phúc tay trong tay vỗ về. Và giờ chỉ có em nơi đây rơi lệ. Tìm quên trong cơn ngủ mê. Vì người tình đã mang đôi tay em đau nao hay. Vì người tình dối gian để cho yêu thương vụt bay. Hạnh phúc chỉ là mơ sao. Vì hôm nay anh đã quên bao ngọt ngào. Còn gì để nói khi thời gian ta bên cạnh nhau. Người đã lừa dối nhưng mấy người rần rần như trần vậy hả? Em của quá khứ hả? Các anh không em không trả tiền hả? Quỷ sứ. Còn tìm người đến mấy rồi tìm người cũng xa. Còn yêu kêu đến mấy chuyện tình buồn đã qua. Còn tình nhân gian kia giờ này đổi thay, tìm vui ở một nơi khác. Ngày nào người đến mang bao nhiêu hẹn thề và ngàn hạnh phúc tay trong tay vỗ về. Và giờ chỉ có em nơi đây rơi lệ. Tìm quên trong cơn ngủ mê. Vì người tình đã mang đôi tay em đau nao hay. Vì người tình dối gian để cho yêu thương vụt bay. Cũng chỉ là mơ sao. Ta nói sáng nay con anh đâu không thấy ta. Thùy ơi. Ủa Thùy đâu ta? Mất hồn trời. Nấp lầm nhìn Nắm của tôi hoài nha. Ngoài em anh có những ai bên anh hiện tại. Vì yêu anh nên em còn ở lại. Cuộc đời cho anh tiếng ca yên vui mái nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Cùng một guitar anh đã từng hát cho em nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu anh trao em. Đến nay chỉ còn lại mình em với tiếng hát trong tâm trí em này. Anh đã mất em sao? Anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đàn cho ai đây? Đau đó nỗi buồn cùng đàn dung. Đôi tay lau nước mắt rơi. Em đã đem lòng tin anh trao một người.
sống trong quá khứ, nhưng em có anh. Hiệu ứng này nó không có đẹp bằng 99 cái, 99 cái nó lâu hơn á. Ít thôi nhiều quá đông đá hả? Bữa nay nắm mặt đồ ấm nó không có đông đá được đâu. Em đi ngủ hả bé? Bye bye em nha, ngủ ngon. Ngoài em anh có như ai bên anh hiện tại, vì yêu anh nên em còn ở lại. Cuộc đời cho anh tiếng ca yên vui mái nhà, nhưng đối với anh không bao giờ là tất cả. Cùng một guitar anh đã từng hát cho em nghe, hát về nỗi lòng, về tình yêu anh trao em. Đến nay chỉ còn lại mình anh với tiếng hát trong tâm trí em này. Em đã mất anh sao, anh sẽ không ở nơi này. Em biết phải đàn cho ai đây, đâu đó nỗi buồn cũng đàn rung, đôi tay đau nước mắt rơi. Thôi nhẹ ruồng quá. Ghém 1-2 trần truồng hả? Trần truồng là sao anh? Nắm đâu có chết được đâu, tự nhiên kêu chết trời. Có nhiều tuyết đâu mà đòi người ta chết hả? Đâu có dễ. Mệt ông này quá. Ông bỏ đi nha chú. Không có đòi vậy đó. Ta nói là đi về đây đi, ta trả cho. Trả cho 1 triệu luôn. Cũng là áo vậy. Ít ra nó có cái icon cái áo nằm bên đỡ. Đỡ hơn thằng Hoàng nó ở chuồng kìa. Thằng Hoàng có vậy, thằng ở chuồng á. Sao không làm tròn cái số tiền mua đi tui đi trời. Để chi cho nó lẻ vậy. Quéo gì mà quéo. Nắm giá là sao? Thất tình nắm hát rồi. Đang hát mà cứ đòi.
trả hộ cái gì, giờ trả hộ đúng không? Bắn đủ số tiền đó là trả rồi đó. Bắn cho nó đủ số tiền đó là trả rồi đó. Tại sao vậy? Tiền vào tay quan là của quan nhá. Quan chưa có nhận được cái số tiền đó nữa mà cứ đòi nợ, đòi nợ, đòi 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 đòi, đòi là sao? Tính kỳ quá. Hello Thanh Huyền nha. Ê, thằng Cun đâu mất tiêu rồi, sao không kêu nó vô? Thùy ơi, Cun đâu? Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình, có khi nào dừng lại? Tiếng ai cười thế ghê trời. Nhớ em như hàng ngày, lòng em vẫn luôn nhớ người, nhớ như in nụ cười ngày gặp nhau. Gặp một ngàn hạt giấy để đem tình yêu đồng đầy, để em mơ mình nhận một điều ước. Dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng anh sẽ đem lúc sớm mai bình minh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh, thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông. Em sẽ dành tay em và ôm lấy ở dịu dàng, để từ đây không cho nhận áo mưa cửa gì. Còn mấy người kia đừng có thấy anh Lê Bảo Hiền là anh thiếu chưa, có vụ nha nha, thấy chưa? Còn nóng ở đây nóng không phải là người tàng hình đâu, chưa? Gặp một ngàn hạt giấy để đem tình yêu đồng đầy, để em mơ mình nhận một điều ước. Sẽ ra dẫu ước mơ chỉ là một mơ ước thôi nhỏ nhoi, rằng ở sẽ đến lúc sớm mai bình minh. Ngày mai nếu lúc thức dậy và chỉ thấy ở bên cạnh, thì chỉ sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông, chỉ sẽ vòng tay chỉ và ôm lấy ở dịu dàng, để từ cho ngày nào xa chi. Ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh tươi cười, thì em sẽ chẳng muốn ước mơ gì hơn nữa. Em sẽ dành điều ước ấy riêng tặng anh, nếu anh hứa sẽ mãi cầm tay em. Ngày mai nếu lúc thức dậy. Cái gì mà hiếp tùm lum trong mày vậy hả? Bài này là bài hạt giấy nha. Sao mấy người thích hiếp vậy? Nghe nghe, cô nghe. Không, cái đó là cái gì không hiểu. Không hiểu đó là gì hết trơn. Các bạn ở nha. Điều ước hạt giấy chị không biết hát đâu. Anh nói đâu có sai rồi, nói gì vậy? Giờ đứa nào muốn xài, đứa nào muốn xài thì lên đây. Ở về cho con bú hả? Rồi lên đây hết nha. Buông lên tay nhau ra nắm một cái khác. Gì? Mặt đối thủ, nắm mắt đối thủ nặng ký.
Trời, hát ai vậy? Hàn Quốc ai vậy? Chào thấy ghét nha. Sáng giờ hả? Quốc ai nói nghe coi. Ai là nạn nhân vậy? Ai là cha của đứa bé? Hai Quốc rồi. Tôi nói thật, của Hai Quốc là Quốc ai? Quốc ông ca đúng không? Thấy cái mặt ổng là biết sáng nay ổng bị Quốc rồi. Còn là gì cho nhau sau yêu thương em đang chờ, trừ lại nỗi đau để mình luôn chờ em tới, cứ thế mong chờ đến những phút tan thở, nằm trong bờ vờ để cho anh thang tìm lối thoát. Cô đơn xa cảm giác sẽ có từng cơn anh đang yếu lây, đi trên tay cứ dấu thật nhiều vì em còn đâu đây à? Bước với nhau tan mưa để rồi làm đau tim em vỡ nát, anh hy vọng anh chấp nhận một tình yêu. Chơi không trả tiền phải thôi nha, thôi đủ rồi, không có bậy gì chứ, đích nở hoa đồ ăn ở dơ sao để cho đích nở hoa vậy hả? Còn khoe lên là chứ, con người người ta nói tốt khoe xấu chê, mà ông này không có bao nhiêu cái xấu ông che, ông khoe lên hết trơn trọi à. Cái mông mà cũng khoe nè, thôi tôi không hiểu cái gì ông mà che được không biết nữa. Đếm xuôi đếm ngược, đếm ngược đếm xuôi. Ờ đúng rồi, nó có cái mông mà cũng khoe ra, thấy gớm không? Chào Thủy Tiên nha. Bị ghẻ thì giấu bớt đi chứ. Hết bài này nắm móc xô nha. Ai chưa nhắn theo dõi thì nhắn theo dõi cho Nắm nha. Ở bên này là Facebook nè. Ai chưa kết bạn thì kết bạn cho Nắm, ai không kết bạn được thì inbox Nắm gửi là mời các bạn lại nha. Dưới này là hoa miễn phí nè, ai còn hoa lên hối thì Nắm đi. Còn hoa không? Cứ tic tắc đem cho thời gian trong qua, mong sao cho đêm nay giấc mơ sẽ về với em. Mơ anh luôn bên em giống như ngày xưa, chúng ta luôn vì nhau. Yêu thương là anh với em, thế nhưng hình như con đường đôi ta nay cách xa. Có những nỗi đau nào em ngày đêm đang nặng mang, với bao niềm tin em dành trao cho anh thiết tha. Mà vì ai, vì đâu anh vội vàng quay lưng đi, mà em chẳng biết em sai điều gì. Anh vội vàng buông tay em, tình yêu vội vàng buông tay em, tình yêu sao quá.
đuổi theo. Bye bye mọi người nha. Em hết show rồi, trả show lại cho ai lần sau. Bye bye Bob nha. Bye bye anh Hiếu, bye bye Quéo à. Bye bye anh Trí, bye bye anh Cô, bye bye Lê Bảo, bye bye MC. Bye bye Hi Đen, bye bye Nhi Lùng nha, bye bye Mạnh Tiger, bye bye Hàng Sky, bye bye Thị Con, bye bye anh Thiện. Bye bye bé Trân nha. Bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye Sơn Bánh Bao. Chào mọi người nha. Mọi người ở lại chơi ba lần sau nha. Bye bye Thanh Thùy nha. Hẹn gặp mọi người ngày mai 11 giờ nha.